Các khu tập thể nó không phải là cái không gian để cho mọi người sống mòn, mà nó là cái không gian mà mọi người đi ra đi vào đều biết nhau, đều chào hỏi được lẫn nhau. Thì đấy mới là cái văn hóa của Hà Nội. Từ tình yêu với Hà Nội, chị Tạ Thụ Hương, một kiến trúc sư đã ấp ủ dự định khoác lên cho khu tập thể phụ nữ Trung ương 1 một diện mạo mới, một sắc màu mới. Với các cái bức tường ở các khu tập thể cũ, khi mà nó đã bị rêu mốc, đã bị bẩn và xuống cấp, thì việc đưa các bức tranh tường vào hoặc là đưa các cái tác phẩm nghệ thuật lên tường, nó sẽ góp phần khiến cho mọi người cảm thấy rung động. Và khi mọi người rung động thì mọi người sẽ góp phần giữ gìn bảo tồn nó. Mình sẽ xóa đi được rất nhiều chân rác, xóa đi được rất nhiều những cái quảng cáo dán tùy tiện. Nói về sự thành công của dự án, không thể không kể đến công sức của các họa sĩ lặn lội từ nhiều vùng miền đến đây, ăn ngủ nhiều tháng trời chỉ để vẽ với chi phí rất nhỏ. Cái dự án này hoàn toàn là chúng em không lấy một đồng lãi nào cả. Các cái kinh phí mà các nhà tài trợ đầu tư vào chúng em dùng để xử lý tường cũng như nền. Tại vì nền tường ở đây là đa số là đều bị hỏng và ẩm mốc hết rồi, nên là việc xử lý ra rất là khó khăn. Còn toàn bộ là các họa sĩ ở đây đều vẽ trên tinh thần tự nguyện và tình nguyện ạ. Sau thành công của dự án số 1, chị Hương cùng các cộng sự của mình mới đây lại tiếp tục triển khai dự án ở khu tập thể Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long tại 72 Nguyễn Chí Thanh, làm thay đổi diện mạo và nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ không gian sống chung. Khi mà có những cái bức tranh không gian đẹp này thì chúng tôi luôn luôn gìn giữ nó và bảo vệ nó và không làm gì bẩn lên. Ôi giời, đầu xuân năm mới mà có những cái không gian như này thì đi vui Tết thích lắm. Chúc mừng năm mới.